I would be hòn bỗng lâng lâng một cánh đồng, chim trời sải cánh rộng mênh mông. Xa quê nhớ nhớ lòng sao xuyến, xứ lạ phương này tuyết lập đông. Đêm nay ngoài trời tuyết rơi nhiều quá, cho lòng mình tim băng giá. Thương nhớ quê nhà lá chả lại vừa rơi. Ngày tháng dần trôi, chỉ mới đây thôi mà đã hơn chục năm rồi. Lặng lẽ đơn côi âm thầm mơ ước, mong được lần về thăm đất tổ quê cha. Những chuỗi ngày qua muôn dặm trời xa, cách trở mấy quang hà, biết phải làm sao về lại quê nhà. Thở nỗi chờ mong vơi đi thảm sầu trong dạ. Mưa ở bên ngoài như lạnh buốt thịt da, từng giọt mưa xa làm tôi nhớ cha nhớ mẹ, nhớ từng hàng me khóm trúc là đà, nhớ chuỗi ngày thơ đùa vui dưới ánh trăng ngà. Hương vị mặn mà ngọt ngào, mùi thơm nồng của mạ non, chân chất thật thà những tấm lòng son, tận tụy cả đời hao mòn sức khỏe vì con. Nay được thành nhân rời bỏ quê hương, nổi trôi xứ lạ quê người. Ôi kẻ ra đi phương trời xa dịu dời, biết cuộc đời rồi có như con thuyền bị gió cuốn về khơi.
Cứ mỗi bận xuân sang tôi thà cảm thấy lòng mình bàng hoàng tê tái. Không biết xuân qua xuân có còn quay lại bao giờ. Để mình ngồi đây trong mòn mỏi đợi chờ. Năm nay nữa là hơn 10 năm thương nhớ. Tôi thận thờ nỗi tiếc tuổi ngây thơ. Trên nóc giáo đường con kim lạ đứng chơ vơ. Ánh mắt dại khờ bâng quơ như tìm bạn. Tôi ngập ngừng dạo bước lang thang. Chiếc áo choàng phất phơ trước gió. Lạnh công đôi vai tôi quay về căn nhà nhỏ nhỏ. Nơi mà tôi từng bỏ ngỏ bao ngày. Những ngày qua là những chuỗi ngày dài. Nghe người quen giả từ về quê cũ. Tôi nghẹn ngào chúc câu thượng lộ bình an. Quay mặt đi dấu giọt lệ dầm trang. Hồn lân lân bàng hoàng sao xuyến. Nhất định rồi, sau 2 năm nữa tôi sẽ về một chuyến. Nhưng ước mơ nguyện này là nguyện ước mà thôi. Tay rung rung thảo mấy hàng tâm sự. Nỗi niềm riêng ôm ấp tự lâu rồi. Thư vừa viết xong tính gửi rồi lại thôi. Lại cứ hẹn lần hồi rồi hẹn nữa. Diễn sứ mà chi ai bảo làm người diễn sứ. Để đêm từng đêm ngồi tư lự với riêng mình. Ân tình đâu ai cho dai mượn ân tình. Cuối mặt làm thinh lặng thầm mà điểm bước. Ngạo ngán lắc đầu trước ảo ảnh phù dung. Có cười mỉm những nước mắt cứ mãi rưng rưng. Mong gặp đồng hương nhưng rồi không gặp. Thành phố xa qua thì người ta tấp nập. Nhưng ngôn ngữ đâu để người ta hòa nhập được với cuộc đời. Đã xa hết rồi những chuỗi ước mơ. Tôi muốn trở về nơi xưa chốn cũ. Bên cạnh người thân để sớm chiều lam lũ. Nhưng tình người
hỡi ơi tình người đâu đầy đủ mà phân, lưu lại làm gì thêm cho tuổi hổ bản thân. Ôi luôn khắc lạ từ cái đồng tiền bát gạo, không đâu bằng quê hương xứ sở, vậy mà con người sao lỡ bước cứ sang ngang. Xin trả lại cho người những ảo ảnh cao sang, tôi quay về với cơ hàng hiện hữu, bên mấy nhà xưa sẽ an nhàn giấc ngủ, hạnh phúc tràn trề nghĩa cũ tình xưa. Nó mình sáng hôm nay tiếc quá quý vị ơi. Thì muốn về hồi nào không được, nhưng mà đâu còn bao nhiêu cái tình nghĩa đâu. Sư phụ cũng đã đi rồi, các người thân và cũng đã chết hết rồi. Sáng nay thấy mấy em nó đi thăm lại còn mấy người xưa, gửi qua cho tôi coi thấy buồn á. Sáng nay bên Việt Nam vừa phát quà xong, bà nội tôi ngày mai đám giỗ nè, bà chết ngày 29 Tết. Mới làm cái bàn thờ, bà chết 7 năm rồi, ở Mỹ 10 năm mới làm được cái bàn thờ cho ông bà. Ở đó toàn là ăn nhờ đậu không mà mình đâu có làm được gì đâu. Bây giờ mới hôm qua mới làm xong. Đây là bà nội tôi nè, bà cố nè, ông cố nè, đây thì phần gia đình của ông Đan, đây bà ngoại tôi nè, bà cụ cô của ông Đan sống 105 tuổi nè, má cái chú Tài. Tuy là các chị về chứ toàn là sống bảy mấy tám mươi không á nghe, cho tới 105 tuổi nè, bà cụ này 105 tuổi nè, bà này mới mất 94 tuổi nè, mới mất mới 49 ngày nè. Đây bà cụ má của chú Minh Thắng nè, không có vị nào trẻ hết trơn á, tại vì cái hình này má chú Tài là bà cô muốn làm mình trẻ, chứ còn cũng mất cũng là lớn tuổi rồi. Thầy tôi cũng mất 7-8 năm rồi. Này, gì thầy? Về cũng đâu còn thăm tình gì đâu. Tình người bây giờ nó không còn cái xưa có đâu. Ngao ngán lắm. Ngày hôm qua tôi có bánh nè, mới sáng mới bài lên cúng nè, mới luộc rồi chín rồi khuya. Thấy hình quá, đi thăm bà cụ á. Bà cụ này ngày xưa tôi cứ mỗi lần đi chợ là bà cho tôi tàu hũ. Bây giờ bà ra đi, bà tưởng đâu bà mất rồi, ai ngờ bà còn. Tôi mừng quá quý vị ơi. Hôm qua mấy em nó mới đi thăm bà nè, các vị coi mừng quá. Để tôi bắt cho quý vị coi nghe. Chứ mình con chút quà cũng là cái thăm tình. Tám tuổi rồi đó bà cụ đó. Cảm ơn thầy sao mấy cô đó.
bốn năm ba ba mười đâu cả mười một năm rồi đi ăn mười một năm rồi là thầy đó đặt tới vô đen lận đúng rồi đúng rồi xã con có ông xã em á mất mà ai nói thầy á là tưởng là chị ba mất nha thầy ba rồi thầy không có liên lạc luôn rồi em mới liên lạc được với thầy nè rồi cái thầy nó hỏi thăm chị em mới đi tìm ra gặp thi á hỏi thăm á chứ từ nào giờ không có biết nhà trong đây nghe chị nói không biết nhà rồi nhỏ gái có học ra trường chưa nó đi làm đúng không nó đi làm nha cô dạ à. Con đứa giờ đang đi học giờ con đứa đang học dựa ngành dược á dạ giờ thôi em xong thì lấy nước cái gì nha uống nước cái gì được dạ được rồi cô có ngồi chạy ở kia cầu ngồi kia xíu dạ em giờ không phải ở bên mình ở bên Vĩnh Long mà dạ. Ôi cho thầy là gửi thầy dạ. Nha còn đã lớn tuổi tám mấy tuổi rồi 87 rồi cô dạ thành dạ. Tôi quên với chị biết đó tội cô điện thoại đây không biết nhiều cô dạ không có cô không biết hả mấy hả mấy con nói chuyện hả mấy hả điện thoại cho chị Phan Lưu Quốc đã hỏi thăm chị không có bắt máy gì đó dạ để nhiều khi con nghe con kêu rồi của em có số của em không dạ có em ghi cái số của em đi chẳng có gì thầy cho liên lạc gì về chẳng có gì dạ. Dạ. Nói chuyện với em chứ điện cho chị không có bắt máy bây giờ chị tiếc coi rồi chị không có gì cái tay giờ nào là khi chị tôi nói với thầy cảm ơn thầy nhiều lắm chị nói vậy là thầy nghe tôi nghe được cái tin thầy là mừng quá rồi đó nói xin lỗi lúc ba mình thức mừng đó cái thầy còn nhớ tới mình mừng à chứ nó thầy đó hả muốn nghe cái tiếng của thầy số điện thoại của em á người ta hả có gì đó cô liên lạc vô đây thầy có nhắn nha gì cô liên lạc vô buồn quá à điện cho chị không bắt máy dạ má con có nghe đâu mà ở điện thoại đó lắm trời ơi biết đâu khi nào gặp mặt thầy nữa đâu có hình thầy ở trong cái hình nó mở nha thì học em mở cho chị chơi đó Facebook nữa hả Facebook rồi đó à đây là có số này là có trong Facebook rồi có khi nào điện không cái này là cái Facebook Zalo của em á phải không dạ dạ thôi rồi để rồi không có em cho đi rồi cái về cái cô kết với em rồi cái rồi cô cho cái số của thầy dạ cái rồi cái là Lê Quyền nè ghi số điện thoại của em là cái đó Zalo hay là Facebook rồi Zalo luôn Zalo cũng vậy luôn phải không giờ để con về cô kết cái rồi có gì cái rồi con gửi cái số của thầy gửi số thầy rồi em cộng đen kết với thầy dễ nói chuyện hơn chứ nói chuyện với ba điện chị không có bắt máy đó giờ cái số này là do Zalo với do Facebook của con nó muốn cái cho thầy thì nè để cô ghi cái số của cô nè nó có gì để con thấy không chỉ con bấm ra rồi cái giờ có vậy điện không thấy mặt chứ xa quá mà đi về sẽ tập cô dạ đâu có gì đâu à tập hơn nhiều lắm à dạ mà không ăn chứ hả bỏ dấu tiền bạc cái đồ gì là cái đó là tình đi nghe cái tình như vậy mà biết ngó tới đi về là mang ơn dữ lắm mà dạ dạ ơi con chúc gia đình cô cũng không khỏe nữa dạ con cảm ơn bà rồi năm mới chúc bà nhiều sức khỏe nha dạ dạ không bà ơi còn khỏe mà biết mà để mà dạ thì lớn tuổi nó vậy đó chứ lớn tuổi thì nó vậy ai cũng vậy cho mà ơi trời ơi con điện á ta không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ nó không bốc máy má con đâu có mà cái chuyện nhớ lại là chỉ đi mà trong cái điện thoại mà chị đâu có nghe hỏi vậy là nó kêu lớn mà con làm cái này vậy qua bển của thầy con thấy biết dạ thầy thấy nhà thầy biết rồi á dạ dạ của mình đi chùa mình biết chỉ mà nếu quý vị thấy không bà cụ này đó là thật sự đối với ơn nghĩa đối với tôi là như thế này là hồi xưa đó là bà có quen bà cách cái chùa tôi cũng xa lắm nhưng mà có cái là cứ mỗi lần mà bà đi chợ là bà gửi tiền cho cái người bán tàu hũ đó bà dặn là mỗi lần thấy mà tôi đi ra chợ là cứ đưa tàu hũ cho tôi nói ra cũng vui á ăn tàu hũ tới mức độ mà bây giờ ngán luôn. Một phần là bà cũng bởi vì cứ cái cô bán tàu hũ đó cô thấy là cô kêu liền à kêu nó bà ba gửi là cứ về cô lấy tiền lại bà cho tới khi đi thì tôi không có dám từ giả tại vì mấy bà già không mà
Bây giờ các chị biết không, nhiều khi đi không có dám từ giả về cụ. Để bà 87 à. Nhớ tình nghĩa chứ bà thì giàu, bà có điều kiện, chứ không phải là bà nghèo mà mình đi đi bố thí, không nhìn nhớ cái tình nghĩa vậy thôi. Chứ bà thì con cái giàu có hết rồi, nhưng cũng có đứa con ở ở nước ngoài, ở Đài Loan cái gì đó. Thôi nghỉ nghe, giờ tôi đi ăn sáng để hồi tôi giảng nha. Để xúc động cái thành ra nó để thấy những cái hình ảnh người nhà vậy buồn.